những tội ác man dợ, nhiều thủ đoạn bất ngờ, cách điều tra trọng án, bí mật được vén màn. Chào mừng các bạn đã đến với Giải Mã Trọng Án. Thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, đêm mùng 6 tháng 12 năm 2013. Trên mạng xã hội Weibo của người dân tại đây đã lan truyền một tin tức vô cùng kinh dị. Một thi thể nam giới không rõ danh tính được phát hiện trong hồ cảnh quan nhân tạo trên đại lộ Quan Sơn thuộc khu phát triển công nghiệp Hồ Đông. Tình hình tại hiện trường vô cùng ám ảnh. Thi thể được phát hiện ở dưới hồ nước đã bị mất đầu và hai cánh tay. Toàn bộ nội tạng đều đã biến mất bí ẩn khỏi ổ bụng của người đàn ông này một cách vô cùng ma quái. Nếu chỉ đơn thuần là một vụ án giết người thông thường thì có lẽ sẽ không nhận được sự chú ý cao như vậy của cư dân mạng. Nhưng vụ án này thực sự rất kinh dị. Thậm chí ngay cả đến những phần nội tạng của nạn nhân xấu số cũng đã bị đánh cắp hết sạch. Không thể tưởng tượng nổi, kẻ nào lại có thể ra tay tàn ác đến như vậy. Hàng chục nghìn lượt bình luận bàn tán về vụ án này trên không gian mạng. Nó đã chiếm sóng toàn bộ dư luận tại thành phố Vũ Hán xinh đẹp này. Nơi phát hiện thi thể không nguyên vẹn của nạn nhân được mệnh danh là thung lũng quang học của Trung Quốc. Đó là khu vực nghiên cứu và phát triển công nghệ mới được chính phủ và trung ương Trung Quốc hết sức coi trọng, và nó có thể được coi là đầu tàu của nền kinh tế đang phát triển thần tốc này. Nhưng một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại đây, ngay tại giữa một hồ nước nhân tạo trong công viên xinh đẹp, và xung quanh là hàng loạt những tập đoàn, công ty, doanh nghiệp nổi tiếng được bảo vệ nghiêm ngặt nhất. Quả thực, hung thủ là một kẻ quá manh động và coi thường pháp luật. Quay trở lại vụ án này, khoảng 4 giờ chiều ngày mùng 6 tháng 12 năm 2013, Tiểu Vương, một kỹ sư phần mềm tại công ty phát triển công nghệ, đưa bạn gái đi dạo bên bờ hồ Quan Sơn. Trước khung cảnh hữu tình thơ mộng, cô bạn gái của Tiểu Vương đã đề nghị người yêu chụp ảnh cho mình. Không chần chừ, Tiểu Vương nhanh chóng lấy chiếc điện thoại đời mới ra để làm cho bạn gái vui lòng. Nhưng khi ấn nút chụp, Tiểu Vương chợt phát hiện ra ở mặt hồ Quan Sơn, phía sau lưng của bạn gái khoảng 3 đến 40 mét, có một vật thể màu trắng nổi dập dềnh trên mặt nước, nhìn rất kỳ lạ. Theo ánh mắt của Tiểu Vương, bạn gái của anh ấy cũng nhìn xuống hồ để kiểm tra. Tuy nhiên một lúc sau, mặt họ đỏ bừng lên vì phát hiện ra vật thể đó dường như chính là một con búp bê người lớn, và nó cũng không hề có đồ đạc được mặc ở trên người. Trong lúc nhất thời, cả hai người xấu hổ không biết nên nói gì với nhau nữa. Một lát sau, Tiểu Vương mới mở miệng để phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng và có phần e thẹn của cặp đôi này. Việc này tại sao chúng ta không nói với bảo vệ để người ta xử lý nó đi nhỉ? Nhìn gớm quá đi mất. Vì vậy, họ đã gọi cho đội bảo vệ đang tuần tra ở gần đó để nhờ họ tìm người nhân viên vệ sinh đến để vớt rác. Về phần người nhân viên bảo vệ này, anh ta có thị lực tốt hơn hai bạn trẻ kia. Nheo mắt nhìn kỹ thì phát hiện ra thứ này hình như không phải là con búp bê người lớn đâu, mà nó nhìn giống như một con hình nộm mannequin thường được dùng trong trung tâm thương mại hơn. Nhưng con hình nộm này hình như không có tay, chắc là đã bị gãy nên người ta mới vứt đi như thế. Nhưng vấn đề ở đây là thứ này đang trôi nổi ở tận giữa hồ cơ. Người nhân viên bảo vệ lại không có dụng cụ để vớt, nên đành phải đứng nhìn, rồi chờ nó từ từ trôi giạt theo hướng gió thổi thì mới xử lý được. May mắn thay, ngày hôm đó quả thực là trời có gió rất mạnh. Chỉ đến gần nửa giờ sau, vật này cuối cùng cũng dần dần trôi giạt về phía ba người ở trên bờ. Nhưng khi trôi đến gần bờ, thì cả ba người này sợ hãi đến nỗi toát mồ hôi lạnh. Đây hoàn toàn không phải là mannequin trong trung tâm mua sắm, mà lại chính là một thi thể con người đã lạnh ngắt và cứng đơ. Cặp tình nhân chứng kiến cảnh tượng này đã sợ hãi bỏ chạy mất dạng. Còn người nhân viên bảo vệ thì thất kinh đến mức phải mất một lúc sau anh ta mới run rẩy bấm được số máy gọi cho cảnh sát. Ngay sau đó, cảnh sát Vũ Hán đã có mặt tại hiện trường, nhưng thi thể này vẫn nổi dập dềnh trên mặt nước và cách bờ đến vài mét. Cảnh sát phải dùng dây thừng tung ra nhiều lần mới vớt được thi thể này lên, thì phát hiện đó là một thi thể không còn nguyên vẹn. Tình trạng của người quá cố quả thật rất đáng thương. Người này nằm úp sấp ở trên mặt nước, không có đầu và hai cánh tay, cũng không hề được mặc quần áo, duy nhất ở dưới chân được đeo một đôi tất len đã thủng gót. Sau khi trục vớt thành công thi thể này lên bờ, lật cái xác lại để kiểm tra, ngay cả các điều tra viên dày dặn kinh nghiệm và bản lĩnh nhất cũng tá hỏa kinh hãi trước cảnh tượng này. Phần ổ bụng của tử thi đã bị mở toang ra, nội tạng đều rỗng tuếch, nhìn chẳng khác nào chỉ còn lại là một cái vỏ rỗng cả. Trước cảnh tượng bi thảm như vậy,
Trách gì, người nhân viên bảo vệ đã luống cuống đến mức không bấm được cả số điện thoại, mà ngay cả cảnh sát cũng lần đầu tiên được chứng kiến cái cảnh tượng kinh hoàng này. Vì vậy mà ngay lập tức những cảnh sát đang có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng báo cáo với cấp trên để yêu cầu tăng cường thêm lực lượng đến hỗ trợ. Sau đó, toàn bộ nhân viên kỹ thuật chuyên môn và các bác sĩ pháp y đã có mặt và bắt đầu công việc điều tra sơ bộ tại hiện trường của mình. Thi thể của người đàn ông này đã không còn nguyên vẹn, không thể nào nhận dạng và xác định danh tính của anh ta được. Với nhận định ban đầu, nạn nhân đã bị phi tang xuống dưới hồ nước này. Chính vì vậy mà rất có khả năng những phần bộ phận còn lại là đầu và hai cánh tay của anh ta cũng đang nằm ở dưới mặt hồ lạnh lẽo kia. Vì vậy, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành công tác trục vớt rất cẩn thận. Thậm chí họ còn rút hết nước ở trong hồ để thuận tiện cho việc tìm kiếm. Mặt khác, các bác sĩ pháp y cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của mình. Đánh giá về mức độ phân hủy của tử thi này, phân tích sơ bộ của các bác sĩ pháp y kết luận, thời điểm tử vong của người này có lẽ phải là từ một tuần trước. Người chết là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi. Theo suy đoán thì chiều cao của ông ta khoảng 1m65, thân hình tương đối khỏe mạnh và cơ bắp. Trước khi chết, chắc chắn đã phải trải qua một cuộc chống trả rất quyết liệt, bởi vì trên thi thể của người này có rất nhiều vết đâm. Qua phân tích có lẽ là do một con dao găm gây ra, cộng với việc ổ bụng đã bị mở và toàn bộ nội tạng đều biến mất, có thể nạn nhân đã chết vì mất máu cấp trước. Người chết hoàn toàn trần truồng, không mặc quần áo, chỉ có đôi chân vẫn được đi tất nhưng lại không hề có giày. Từ tình huống này, cảnh sát cho rằng hung thủ sau khi ra tay sát hại nạn nhân đã cố tình cởi bỏ quần áo rồi phi tang cái xác xuống hồ nước. Vậy tại sao hung thủ lại cởi bỏ sạch sẽ quần áo của nạn nhân? Quá rõ ràng, hắn ta đã rất tỉnh táo và thông minh. Việc không còn đầu và hai cánh tay cùng trang phục đã bị giấu đi nơi khác chính là để che giấu danh tính của người quá cố này. Quả thực, tên sát nhân này rất ma mãnh và đủ khôn ngoan để đối phó với các biện pháp điều tra của cảnh sát. Để có thể ra tay tàn độc với nạn nhân như vậy, chắc hẳn hung thủ phải có một mối thâm thù đại hận với người quá cố này. Trước sức ép của dư luận và áp lực của truyền thông, các điều tra viên đã khẩn trương hết mức có thể. Họ đã vận dụng mọi phương pháp điều tra, từ truyền thống đến kết hợp khoa học kỹ thuật, nhưng mọi thứ đều không tỏ ra có giá trị, vì danh tính của nạn nhân vẫn chưa thể xác định được. Các hồ sơ trình báo mất tích đều được rà soát và kiểm tra, nhưng đã không đem lại kết quả tích cực nào khác. Khu vực phát hiện ra tử thi này là trung tâm của thung lũng công nghệ Vũ Hán, có rất nhiều công nhân nhập cư đến đây để làm việc. Về cơ bản thì những người này đều đến từ các địa phương khác nhau. Chính vì vậy mà ngay cả khi anh ta biến mất và bị sát hại, thì những thành viên trong gia đình trong thời gian ngắn như vậy sẽ không biết, chứ đừng nói là đến tận Vũ Hán để gửi thông báo mất tích với cảnh sát. Điều này đã khiến cho công tác điều tra trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Không những vậy, các điều tra viên còn sớm phát hiện ra một điểm rất mâu thuẫn và khá kỳ lạ ở đây. Trong khu phát triển công nghiệp này, có rất nhiều công ty đến đặt trụ sở để sản xuất. Xung quanh cũng có rất nhiều cư dân sinh sống. Hàng ngày, có vô số người dân đến hồ cảnh quan nhân tạo này để tập thể dục và ngắm cảnh. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được rằng nếu tên tội phạm này có suy nghĩ chín chắn và tỉnh táo, thì hắn ta sẽ không bao giờ chọn vứt xác ở một nơi dễ bị phát hiện như vậy. Nó quá nguy hiểm. Hơn nữa, hung thủ trong vụ án này lại cởi bỏ quần áo của người quá cố và đã cất giấu kỹ phần đầu và hai cánh tay của nạn nhân. Điều này lại chứng tỏ hắn ta là một kẻ có đầu óc, ít nhất là không ngu ngốc. Thật sự, có quá nhiều mâu thuẫn không thể lý giải được ở đây. Một kẻ vừa bị cho là ngu ngốc nhưng cũng lại được đánh giá là thông minh. Thật sự rất khó hiểu và đau đầu. Nhưng có một điều chắc chắn ở đây là hồ nước này chỉ là nơi phi tang và hiện trường chính của vụ án chắc chắn sẽ phải là ở một nơi khác. Trong cuộc thảo luận, hai luồng ý kiến đánh giá được các điều tra viên đưa ra hoàn toàn trái ngược nhau. Có người cho rằng hiện trường chính của vụ án này chắc chắn chỉ ở gần đây thôi, nhưng cũng có ý kiến trái ngược lại, nói là nơi này chỉ là nơi vứt xác nên hiện trường chính phải ở rất xa. Với nhận định đầu tiên là hiện trường chính của vụ án sẽ ở gần đây, mặc dù hồ nước nhân tạo này thường xuyên có nhiều người qua lại và không hề an toàn cho việc phi tang, nhưng hung thủ có lẽ đã không có điều kiện đi vứt xác ở nơi khác nên mới chọn hồ nước này làm địa điểm phi tang. Và cũng chính vì sợ người dân sẽ phát hiện ra tử thi và tìm được danh tính của nạn nhân nên hắn ta mới cất giấu đi trang phục cũng như phần đầu và hai cánh tay. Sở dĩ lại chọn hai cánh tay bởi vì chỉ cần thu thập được dấu vết đường vân
của tử thi này, thì việc xác định danh tính của người quá cố sẽ không gặp trở ngại gì. Nếu nhận định này là đúng, thì khả năng lớn nạn nhân hoặc hung thủ rất có thể sẽ sinh sống và làm việc bên trong khu công nghệ cao này. Có thể là nhân viên hoặc cư dân sinh sống lân cận. Đây là khả năng đầu tiên. Khả năng thứ hai là hiện trường vụ án ban đầu không ở gần đó, mà là ở một nơi xa xôi khác. Nói cách khác là sau khi gây án, hung thủ đã vận chuyển thi thể từ nơi khác đến tận đây và ném xuống hồ nước nhân tạo này, nơi có nhiều người dân sinh sống ở bên cạnh, là để nhằm đánh lạc hướng của cơ quan điều tra thôi. Khả năng thứ hai này nghe có lý hơn rất nhiều. Dù sao thì trước đó các điều tra viên và bác sĩ pháp y đã phân tích, hung thủ là một kẻ rất thông minh. Hắn đã cất giấu phần đầu, cởi bỏ quần áo và hai cánh tay. Tất cả đều là để ngăn chặn quá trình điều tra của cảnh sát. Có vẻ như khả năng thứ hai này logic và dễ chấp nhận hơn. Nhưng các điều tra viên vẫn chưa dám đưa ra kết luận của mình. Bởi vì trong hai khả năng trên, khả năng nào cũng đều có lý và hoàn toàn có thể xảy ra được. Chính vì vậy mà đội điều tra đã quyết định chia lực lượng thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất lập tức đi huy động và tìm hiểu thông tin từ người dân lân cận. Họ đã in ngay 1.500 thông báo khen thưởng và dán đầy trên địa bàn, đặc biệt là trong khu vực trọng điểm này, để tìm kiếm và thu thập manh mối. Lực lượng thứ hai đã tìm ra người phụ trách khu phát triển công nghệ và đã được cung cấp tình hình chung của toàn bộ khu vực này. Khu công nghệ nơi xảy ra vụ án có diện tích lên đến hơn 32.000 m², nằm trong khu đô thị Thịnh Vượng. Hồ nước nhân tạo nơi phát hiện ra tử thi này nằm ngay chính giữa trung tâm của khu công nghiệp. Vì vậy mà hồ nước này có lối vào tương đối xa trục đường cao tốc, chỉ có vài con đường dành cho người dân ghé vào chơi mỗi ngày thôi. Vậy nên, khả năng thứ hai mà cảnh sát vừa suy đoán là việc hung thủ ở cách xa địa điểm phi tang và phải đi từ bên ngoài vào hồ nước để vứt xác sẽ trở nên rắc rối và không khả thi. Bên cạnh đó, an ninh ở đây còn được đảm bảo rất tốt. Mọi ngã tư đều được tuần tra và có camera giám sát 24/24. Đặc biệt là nếu hung thủ vào đây để vứt xác thì nhất định sẽ không phải là ban ngày. Vì ban ngày ở nơi này được canh gác và bảo vệ rất nghiêm ngặt. Mỗi ngã tư đều có người tuần tra, nhưng ban đêm thì tình hình lại khác. Và chắc chắn, hắn ta phải lái xe ô tô mới có thể cất giấu và vận chuyển thi thể vào trong công viên an toàn, cũng như là qua mặt được lực lượng bảo vệ ở đây. Vì vậy, các điều tra viên đã ngay lập tức đến khu vực giám sát camera an ninh để tìm hiểu các phương tiện di chuyển đến công viên từ hướng bên ngoài vào ban đêm. Mạng lưới giám sát ở công viên này khá đầy đủ và có thể chụp ảnh ở mọi ngóc ngách khác nhau. Dựa vào kết quả khám nghiệm của pháp y, đó là thời điểm người chết phải là một tuần trước khi được phát hiện, nên cảnh sát đã chiếu từng video giám sát của tất cả các ngã tư trong công viên vào ban đêm từ một tuần trước để kiểm tra. Tất cả những người dân, đặc biệt là các phương tiện di chuyển đến công viên vào ban đêm, đều bị điều tra nghiêm ngặt. Nhưng kết quả cuối cùng đã khiến các điều tra viên vô cùng thất vọng. Những phương tiện này đều thuộc sở hữu của các công ty trong khu phát triển công nghệ. Qua điều tra xác minh thì nó đều không có liên quan đến vụ án. Kết quả này có thể nói là một cái tát rất mạnh vào mặt của cơ quan điều tra. Điều đó đã chứng tỏ khả năng thứ hai mà họ đã rất tự tin đưa ra suy luận trước đó không hề tồn tại. Hoàn toàn không có khả năng người ngoài vào hồ nước nhân tạo này để vứt xác. Điều đó chứng tỏ khả năng đầu tiên là hiện trường chính của vụ án chắc chắn phải ở gần đây. Mặc dù khả năng này ban đầu đã không đạt mấy khả quan, nhưng hiện tại, sau tất cả các phép loại trừ, thì nó đã trở thành khả năng duy nhất. Nếu khả năng này là đúng, thì như những phân tích trước đó của các điều tra viên, thì kẻ sát nhân hoặc người bị sát hại phải là nhân viên hoặc cư dân sinh sống lân cận khu vực công viên này. Chính vì vậy, cảnh sát đã bắt đầu tiến hành đến làm việc với một số công ty có trụ sở ở gần hồ nhân tạo nhất và đã tình cờ phát hiện ra rằng mọi tòa nhà tập thể ở gần công viên và thậm chí nhiều công ty lớn đều có nhiều cánh cửa sau riêng biệt, và những cánh cửa này đều hướng thẳng ra hồ cảnh quan nhân tạo ở trung tâm công viên. Phát hiện này đã càng khẳng định kết luận vừa rồi. Hung thủ có lẽ đã lợi dụng những cánh cửa sau này. Sau khi gây án, hắn đã lặng lẽ vận chuyển thi thể xuống hồ một cách bí mật. Ngoài ra, vì hiện trường được xác định ở gần hồ nước, nên các điều tra viên đã suy luận thêm rằng hung thủ chắc chắn phải có một địa điểm riêng tư cố định ở gần đây hoặc một nơi tương đối kín đáo để hắn ta có thể tiến hành quá trình phân tách các bộ phận của nạn nhân trước khi phi tang. Đứng từ góc độ này, có lẽ hung thủ phải có một chỗ ở cố định bên trong khu công nghệ, và như vậy
thì hắn mới quen thuộc với môi trường ở đây, biết thời điểm nào sẽ an toàn cho việc phi tang và qua mặt được lực lượng bảo vệ. Suy luận này đã được đại đa số các điều tra viên đồng ý, nhưng phải làm thế nào để tìm ra người này lại là một vấn đề hoàn toàn nan giải. Trên thực tế, cách hiệu quả nhất mà cảnh sát nghĩ đến ban đầu đó là tiến hành kiểm tra toàn diện tất cả các công ty tại đây. Nhưng quy mô của cụm công nghiệp phần mềm này rất lớn. Chỉ tính riêng xung quanh khu vực công viên đã có đến 56 tòa nhà, hơn 300 công ty và hàng chục nghìn nhân viên. Nếu đến từng công ty để tìm hiểu và điều tra, có lẽ phải mất đến vài năm mới xong được. Vì vậy mà quá trình điều tra chỉ có thể hy vọng vào việc mực nước trong hồ sẽ nhanh chóng rút đi để có thể tìm thấy phần đầu và hai cánh tay, cũng như những manh mối khác để có thể nhận dạng và tìm được danh tính của nạn nhân trước. Sau đó mới rà soát và khám phá những mối quan hệ khác để xác định nguyên nhân và động cơ dẫn đến thảm kịch này xảy ra. Bởi vì suy cho cùng thì người quá cố đã chết bi thảm đến mức bị mất đầu thì nhất định hung thủ ra tay phải có mối hận thù vô cùng sâu sắc với nạn nhân. Tuy nhiên, trái ngược với hy vọng của các điều tra viên thì các bác sĩ pháp y lại tỏ ra không mấy lạc quan về phương án này, vì phần thi thể đó đã bị ngâm trong nước quá lâu, nếu có thu thập được thì cũng rất khó để tiến hành nhận dạng. Chưa kể đến hồ nước này còn có rất nhiều tôm cá nữa. Nhưng dù sao, họ vẫn mong và chỉ còn biết hy vọng vào việc này thôi. Sau khi nghiên cứu và thảo luận thêm về tình trạng phần thân của tử thi này, bác sĩ pháp y đã đưa ra cái nhìn mới về thời điểm tử vong của nạn nhân. Trước đây họ cho rằng nạn nhân đã chết cách thời điểm phát hiện thi thể một tuần. Nhưng vì đang là vào mùa đông và với thời tiết nhiệt độ như thế này, sau khi thi thể chìm xuống dưới nước, theo kinh nghiệm trước đây của pháp y thì thông thường phải mất khoảng một tuần mới nổi lên. Nhưng thi thể này lại thực sự có rất nhiều điểm đặc biệt. Anh ta không có đầu và ổ bụng thì đã rỗng tuếch, hoàn toàn khác với một xác chết bình thường. Vì không có đầu và ổ bụng đã mở tung ra nên nước hồ sẽ dễ dàng xâm nhập vào trong, và nước vào thì cơ thể sẽ chìm xuống. Điều này sẽ khiến thời gian tử thi nổi lên bị trì hoãn. Nói thẳng ra là tính toán của các bác sĩ pháp y đã gặp sai lầm ngay từ những bước đầu tiên, và thời gian tử vong của nạn nhân có lẽ sớm hơn suy đoán ban đầu. Thời gian này phải đẩy lên thêm ít nhất 3 ngày đến khoảng 1 tuần nữa. Có nghĩa là người đàn ông này đã bị sát hại cách thời điểm phát hiện thi thể từ 1 tuần rưỡi đến 2 tuần trước đó. Ngoài ra, có một điểm được phát hiện rất kỳ lạ, đó là mỗi bên chân của anh ta đều được mang hai lớp tất, tức là hai bên chân của người này mang tổng cộng 4 chiếc tất. Đặc điểm này đã khiến cảnh sát rất chú ý. Tại sao anh ta lại đi hai lớp tất? Tình huống này thật sự khá kỳ quái. May mắn thay, trong lúc cuộc điều tra đang gặp bế tắc thì hồ nước đã bắt đầu cạn kiệt. Tình hình dưới đáy hồ có thể được quan sát dễ dàng hơn rất nhiều. Kể từ ngày xảy ra sự việc là ngày 6 tháng 12, các đội cứu hộ đã bắt đầu làm việc tăng ca suốt đêm để rút nước khỏi hồ cảnh quan nhân tạo này. Tuy nhiên, việc rút nước cho một hồ nước lớn như vậy không hề dễ dàng một chút nào. Công việc này vẫn tiếp tục cho đến ngày 8 tháng 12 mới hoàn thành. Nhưng khi mực nước hồ đã dần dần cạn kiệt, thì đập vào mắt của cơ quan chức năng lại là một lượng lớn rác thải và mảnh vụn thủy tinh. Đây là điều mà cảnh sát không bao giờ có thể ngờ tới. Trong một nơi là trung tâm khoa học, được mệnh danh là thung lũng quang học của đất nước, vẫn có nhiều người vô ý thức như vậy. Những đống rác thải bên dưới đáy hồ cũng đã gây rắc rối lớn cho công tác điều tra. Với quyết tâm phải bắt bằng được kẻ sát nhân phải trả giá cho hành động của mình, cảnh sát vừa điều tra vừa hóa thân thành những nhân viên dọn dẹp vệ sinh môi trường ở dưới đáy hồ. Cuối cùng, sau hơn một ngày dài tìm kiếm thì bao nhiêu công sức của họ cũng đã được đền đáp. Họ đã tìm thấy phần đầu của người xấu số mắc kẹt bên trong đống rác sau khi giám định pháp y. Chiếc đầu đó hoàn toàn thuộc về nạn nhân. Tin vui vẫn chưa hết. Đến sáng ngày 9 tháng 12, cơ quan chức năng tiếp tục tìm thấy thêm hai cánh tay ở một góc dưới đáy hồ, xác định hai cánh tay này cũng thuộc về người đã khuất. Mặc dù kết quả điều tra chưa có tiến triển gì, nhưng việc tìm lại được những mảnh ghép của người quá cố dường như đã giúp các điều tra viên cảm thấy nhẹ lòng đi phần nào. Anh ấy cuối cùng cũng đã được ghép lại hoàn chỉnh rồi. Đáng tiếc một điều là những phần nội tạng của người đã khuất vẫn chưa được tìm thấy. Có người đã suy đoán rằng có thể những phần này đã làm mồi cho tôm cá, nhưng khả năng này cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nhưng khiến các điều tra viên tỏ ra thất vọng nhất, đó chính là những điều mà bác sĩ pháp y đã cảnh báo trước đó đã trở thành hiện thực. Vì bị ngâm trong nước quá lâu
nên phần đầu của nạn nhân đã bị hư hỏng nặng và sưng tấy lên, không thể nào nhận dạng được. Các dấu vết đường vân ở hai cánh tay cũng không thể thu thập được, đã phân hủy rất nặng. Tưởng rằng sẽ có được manh mối để mở ra cánh cửa giải quyết vụ án và xác định được nghi phạm. Nhưng giờ đây, hy vọng này đã tan thành mây khói. Để tìm ra danh tính của kẻ sát nhân, đội điều tra đã xác định vẫn cần phải mở một cuộc điều tra toàn diện. Tuy nhiên, như đã phân tích ở trước đó, khối lượng công việc điều tra trực tiếp sẽ rất lớn. Do đó, các điều tra viên phải tìm mọi cách để thu hẹp hơn nữa phạm vi của kẻ sát nhân và giảm bớt khối lượng công việc điều tra. May mắn thay, ngoài đầu và hai cánh tay, cảnh sát còn tìm thấy một con dao găm ở dưới đáy hồ. Sau khi giám định pháp y, một số mô sinh học được lấy ra từ con dao này đã khớp với DNA của thi thể nạn nhân. Và những vết dao đó về cơ bản cũng khớp với lưỡi dao găm. Vì vậy, cảnh sát hoàn toàn có thể xác định được con dao găm này chính là hung khí gây án. Đây là chứng cứ rất quan trọng. Vì hung khí gây án cũng đã được ném xuống hồ, nên chắc chắn hiện trường chính của vụ án này phải ở gần đây. Điều này càng khẳng định suy đoán trước đó của các điều tra viên là có căn cứ. Nhưng chỉ với căn cứ và suy luận logic này là hoàn toàn chưa đủ. Tên sát nhân này đã sát hại và phân xác nạn nhân ở đâu? Mặc dù cảnh sát đã đi vòng quanh hồ để phân tích và kiểm tra cụ thể, nhưng không hề phát hiện có thuyền hay phương tiện nào khác để hung thủ có thể đem cái xác ra giữa hồ thả xuống. Điều này có nghĩa là khi hung thủ tiến hành phi tang, hắn chỉ ném cái xác từ trên bờ xuống và mặc cho dòng nước đưa đẩy tử thi này trôi dạt đi thôi. Vì vậy, các điều tra viên đã xác định chỉ cần tìm ra được địa điểm cụ thể nơi hung thủ đã thả cái xác từ trên bờ xuống thì phạm vi điều tra có thể được thu hẹp hơn nữa. Vị trí chiếc dao găm được tìm thấy ở phía góc tây bắc của hồ nước này, nên các điều tra viên đã suy đoán hung thủ đã tiến hành phi tang tại khu vực này. Cái xác của nạn nhân có thể trôi dạt theo dòng nước, nhưng con dao làm bằng kim loại thì không thể di chuyển xa hơn được. Nhưng điều này thực sự cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Để có thể chứng minh suy đoán này là chính xác và có căn cứ khoa học, cảnh sát đã phải nhờ sự giúp đỡ của các đồng nghiệp tại Cục Khí tượng Thủy văn. Và theo hướng gió mà Cục Khí tượng Thủy văn đã ghi lại trong những ngày qua, họ phát hiện gió Tây Bắc thổi rất mạnh trong khoảng thời gian này. Và theo hồi ức của người nhân viên bảo vệ trước đó, thì thi thể này quả thực đã bị gió thổi từ hướng Tây Bắc về góc Đông Nam của hồ nước. Từ những căn cứ này, các điều tra viên đã có thể kết luận vị trí phi tang xác chết chính là ở góc Tây Bắc của hồ nước nhân tạo này. Dựa trên cơ sở của những phân tích và manh mối mới thu thập được, cảnh sát đã tiến hành liệt kê tất cả các công ty nằm ở góc Tây Bắc là mục tiêu điều tra trọng điểm. Nhưng sự thật lại không dễ dàng một chút nào, bởi vì ngay cả khi đã thu hẹp được phạm vi điều tra ở góc Tây Bắc hồ nước này, thì cũng có khoảng 50 công ty đang ngày đêm hoạt động, và lượng người qua lại cũng không hề nhỏ, nên cuộc điều tra này vẫn chỉ diễn ra một cách rất chậm và chưa có bước đột phá nào. Trong lúc cuộc tìm kiếm danh tính của nạn nhân vẫn đang được diễn ra, thì tại cơ quan, các điều tra viên còn lại đã phát hiện ra một chi tiết mới, đó là những chiếc tất của nạn nhân này đeo trước khi chết. Ông ấy đi đến hai lớp tất ở dưới chân, điều này rất không hợp lý, bởi vì nếu đi cùng một lúc hai đôi tất chẳng phải sẽ rất khó chịu và vướng víu sao? Hầu hết mọi người có lẽ sẽ không làm điều này. Chỉ có duy nhất một khả năng tương đối cao là người chết có thể đã lớn tuổi vì sợ lạnh nên đã đi hai lớp tất. Khả năng cao là nhận định về độ tuổi của nạn nhân mà pháp y đã đưa ra trước đây là chưa chính xác. Có thể vì bị ngâm trong nước và phân hủy nặng đã dẫn đến sai lầm đó. Vì thế mà cảnh sát đã nâng độ tuổi của nạn nhân từ nhận định ban đầu là từ 40 lên khoảng 50 tuổi. Đồng thời, các điều tra viên cũng nhận thấy những chiếc tất mà người quá cố đeo có chất lượng rất kém và nó thường được bán ở chợ đêm với giá chỉ vài tệ một đôi thôi. Điều này có nghĩa là nạn nhân có tính cách tương đối tiết kiệm hoặc chỉ có điều kiện tài chính ở mức hạn hẹp mà thôi. Vì vậy mà các điều tra viên đã hình dung và mường tượng ra được hoàn cảnh sống và điều kiện cơ bản của nạn nhân trước khi chết. Trước hết, ông ấy khoảng 50 tuổi, có sức khỏe tốt, điều kiện kinh tế khá khó khăn và làm một công việc lao động chân tay, có thể sinh sống bên trong khu công nghiệp này. Điều này đã khiến phạm vi tìm kiếm danh tính của nạn nhân đã được thu hẹp đi rất nhiều. Do đó, cảnh sát Vũ Hán đã ngay lập tức mở một cuộc điều tra tất cả các công ty ở góc Tây Bắc và tập trung cao độ vào việc tìm kiếm một nhân viên có độ tuổi trung niên đang làm ở các vị trí như vận chuyển kho, lao động hoặc dọn dẹp
đã không đến làm việc trong nửa tháng qua. Nhưng điều đặc biệt ở đây là mặc dù đã điều tra tất cả gần 6.000 nhân viên ở các công ty trong phạm vi khoanh vùng khả nghi nhất, nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ là sự thất vọng tràn trề. Cảnh sát không phát hiện bất cứ trường hợp nào theo như những phân tích đánh giá đầy logic của mình vừa qua. Ngay khi mọi chuyện sắp đi vào bế tắc, một điều tra viên đã đưa ra đề xuất có một khả năng mới xảy ra. Bởi vì cảnh sát chỉ tìm hiểu và điều tra về số lượng nhân viên ở các công ty sản xuất trong khu công nghiệp này, nhưng chưa bao giờ họ tìm kiếm ở những bộ phận bảo vệ và nhân viên an ninh tại khu công nghiệp. Ngoài công việc vận chuyển hàng nặng nhọc và các loại hình lao động chân tay khác, có thể còn có cả nhân viên an ninh. Bởi vì để thực hiện và đáp ứng yêu cầu trong công tác an ninh này thì cũng phải đáp ứng được điều kiện phù hợp với thể chất như của nạn nhân. Và đề xuất của điều tra viên đã khiến mọi người đặt ra được thêm nhiều hy vọng mới trong vụ án này. Cảnh sát đã quay trở lại tòa nhà gần hồ cảnh quan nhất. Tòa nhà này số 8, chỉ cách hồ nước có 10 mét thôi. Qua quan sát thì có thể nói đây là nơi tuyệt vời và lý tưởng nhất cho quá trình phi tang. Đối mặt với cuộc điều tra của cảnh sát, người quản lý nhân sự của công ty phát triển phần mềm tên Dương đã cung cấp một tin tức rất giá trị. Anh ấy nói rằng trong công ty của mình có một nhân viên bảo vệ tên là Trung Sơn. Ông ta đã không quay trở lại làm việc kể từ khi kết thúc ca trực đêm của mình từ tối ngày 24 tháng 11. Và các đồng nghiệp sống cùng phòng trong ký túc xá của Trung Sơn cũng xác nhận người này đã bỏ đi sau ca làm đó và còn không quay trở lại ký túc để lấy quần áo và đồ dùng cá nhân, khiến mọi người rất ngạc nhiên. Nhưng chỉ 2 ngày sau thôi, đến chiều ngày 26 tháng 11, quản lý Dương đã nhận được tin nhắn của Trung Sơn. Trong tin nhắn, ông ấy nói là con trai mình đã xảy ra tai nạn ở Quảng Đông, nên ông ta phải về quê gấp để giải quyết công việc, vì thế nên mới không kịp xin phép lãnh đạo. Sự việc này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc đối với quản lý Dương, bởi vì trước đây Trung Sơn chưa bao giờ cư xử thiếu tôn trọng như vậy. Dù gia đình có công việc quan trọng như thế nào đi chăng nữa, thì ông ấy sẽ đều viết đơn xin nghỉ phép và đích thân đi giao cho quản lý Dương. Nhưng lần này, ông ta có vẻ rất vội vàng rời đi mà không nói một lời từ biệt nào. 2 ngày sau khi nghỉ làm mới gửi cho quản lý Dương một dòng tin nhắn cộc lốc như vậy. Cảnh sát đã yêu cầu quản lý Dương gọi điện cho Trung Sơn để xác nhận, nhưng kỳ lạ là số điện thoại của ông ấy đã mất liên lạc. Trước tình huống này, các điều tra viên đã có một dự cảm rất đáng ngờ. Sau khi đến kiểm tra lịch làm việc vào đêm ngày 24 tháng 11, các điều tra viên phát hiện Trung Sơn tan làm lúc 23 giờ trong ca đêm đầu tiên. Sau đó, người được giao nhiệm vụ thay ca cho Sơn chính là đội trưởng đội an ninh tên là Dương Trạch. Vì vậy, cảnh sát lại phải tìm đến ký túc xá của Dương Trạch với mong muốn sẽ hỏi thăm được thông tin gì đó của Trung Sơn vào đêm trước khi ông ấy bỏ về quê, theo như nội dung tin nhắn. Sau khi tìm đến ký túc xá, họ mới biết rằng Dương Trạch và Trung Sơn lại ở cùng một phòng với nhau. Căn phòng có 4 người ở cùng nhau, nhưng khi tìm đến thì đội trưởng Dương Trạch lại bận việc riêng và đi ra ngoài mất rồi. Ở đó chỉ còn lại 2 đồng nghiệp của họ. Sau khi tiếp cận và hỏi về tình hình của Trung Sơn, thì 2 người này đã mô tả rất kỹ về tuổi tác, chiều cao, thể chất và hoàn cảnh của Trung Sơn cho các điều tra viên. Càng nghe thì những đặc điểm của người này lại càng trùng khớp với nạn nhân ở dưới hồ nước. Đặc biệt là tại quấy chiếc giường được đồng nghiệp giới thiệu là của Trung Sơn, cảnh sát còn thấy có 4 chiếc tất len cũ, nhưng 4 chiếc này đều là của 2 đôi lồng lại với nhau, và 2 đôi tất này lại giống y hệt với đôi tất được nạn nhân đeo. Từ tình huống này đã khiến các điều tra viên vô cùng phấn khích, nên họ đã lợi dụng tình thế để hỏi thăm về thói quen sinh hoạt của Trung Sơn. Các đồng nghiệp trong phòng vui vẻ cho biết Trung Sơn là người dân tộc thiểu số xuất thân từ miền núi. Ông ấy trước khi được nhận vào đây đã dành rất nhiều năm làm bốc vác ở ngoài cảng, một công việc vô cùng nặng nhọc trong thời gian dài, nên đã bị viêm khớp dạng nhẹ nên mới rất sợ lạnh vào mùa đông. Và mỗi lần đi làm ca đêm, ông ấy đều đeo đến 2 lớp tất. Các điều tra viên rất vui mừng vì hiện tại, về cơ bản họ đã xác định được danh tính nạn nhân này là ai. Và bước tiếp theo cần phải làm ngay lập tức là điều tra những mối quan hệ và phát hiện ra những mâu thuẫn thù hận của nạn nhân đã phát sinh trong thời gian làm việc tại đây. Trước câu hỏi của các điều tra viên, 2 người đồng nghiệp sống cùng phòng đều kể lại rằng Trung Sơn không phải là người thích giao du và có tính cách quá thu mình. Ông ý thường xuyên không nghiêm túc trong công việc, ngày nào cũng đi làm muộn và trốn về sớm. Mỗi ngày đi làm đều chơi điện thoại di động. Chính vì vậy mà có nhiều người không thích ông ta.
nhưng chỉ là không thích, không ưa thôi. Chứ nói thù hận thì nghe có vẻ nghiêm trọng quá. Họ chỉ cảm thấy Trung Sơn là một người không đáng tin cậy thôi. Đợi thêm một lát thì đội trưởng đội an ninh Dương Trạch đã trở về phòng ký túc. Và người này cũng chính là người đổi ca trực và tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân. Nên các điều tra viên đã hỏi thêm Dương Trạch xem có nắm được thông tin gì khác từ phía của Trung Sơn không. Nhưng khi bị cảnh sát hỏi, phản ứng của Dương Trạch có chút lạnh lùng, giống như không thích nói chuyện với người lạ vậy. Anh ta không trả lời nhiều, chỉ đơn giản nói rằng tối hôm đó không có chuyện gì đặc biệt xảy ra cả. Tôi chỉ nghe Trung Sơn phàn nàn về mức lương ở đây trả quá thấp, và ông ta còn nói rằng mình không muốn làm việc nữa, nên có lẽ ông ta đã bỏ việc về quê thôi. Nhưng câu trả lời và thái độ hời hợt của Dương Trạch đã khiến các điều tra viên chú ý hơn nhiều. Họ một lần nữa quay trở lại tìm quản lý Dương để tìm hiểu thêm về mối quan hệ giữa Dương Trạch và Trung Sơn, xem có vấn đề gì không. Không ngờ, quản lý Dương lại nói quan hệ giữa hai người này đang rất tệ. Dương Trạch mới gia nhập công ty được 2 năm thôi, nhưng vì rất siêng năng và xử lý tốt các mối quan hệ giữa các nhân viên, nên đã được bổ nhiệm làm đội trưởng đội an ninh. Đội an ninh này có tổng cộng 8 người. Dương Trạch là người thẳng thắn và trung thực nhất. Anh ấy thường xuyên nói sự thật về thái độ tiếp nhận công việc và quá trình trực gác của những cấp dưới của mình. Mặc dù nghiêm túc cho công việc là thế, nhưng Dương Trạch vẫn luôn được cấp dưới của mình tôn trọng. Chỉ có duy nhất một trường hợp ngoại lệ là Trung Sơn. Sơn là người lớn tuổi hơn Dương Trạch và cũng là nhân viên có thâm niên tại đây, nên ông ta thường tỏ ra mình là người có nhiều kinh nghiệm và bỏ ngoài tai những lời khuyến cáo của đội trưởng an ninh. Dương Trạch đã nhiều lần tỏ ra bất mãn. Anh ấy thường xuyên mâu thuẫn với Trung Sơn vì không làm việc chăm chỉ, không chấp hành theo quy định của đội an ninh. Thời gian dần trôi qua, Dương Trạch cũng không nể nang Trung Sơn là tiền bối nữa. Hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Thậm chí, họ còn đánh nhau ở ký túc xá một lần. Dưới góc nhìn như vậy, có thể thấy giữa Dương Trạch và Trung Sơn đã tồn tại một mâu thuẫn tương đối lớn. Và Dương Trạch cũng hoàn toàn có động cơ để phạm tội. Để xác định rõ hơn liệu Dương Trạch có liên quan đến vụ án này hay không, các điều tra viên đã tiến hành điều tra tập trung sâu vào người đội trưởng này. Kết quả họ còn phát hiện ra Dương Trạch là người có lý lịch không trong sạch. Anh ta đã có tiền án, từng ngồi tù vì tội cướp tài sản và bị kết án đến 14 năm. Sau khi ra tù, anh ta đã xin việc và được nhận làm nhân viên bảo vệ tại đây. Mặc dù hồ sơ phạm tội này không thể dùng làm bằng chứng, nhưng nó vẫn đóng vai trò tham khảo nhất định trong cuộc điều tra này. Vì vậy, cảnh sát đã triệu tập Dương Trạch đến cơ quan điều tra để thẩm vấn. Khi đối mặt với cảnh sát, Dương Trạch cư xử tương đối bình tĩnh. Các điều tra viên đã hỏi mối quan hệ của anh với Trung Sơn đang thế nào. Nhưng Dương Trạch đã không một chút do dự và trả lời rằng mối quan hệ của tôi và ông ấy vẫn ổn thôi. Chỉ với một câu hỏi và một câu trả lời này, các điều tra viên đã xác định ngay được là Dương Trạch đang nói dối, bởi vì mối quan hệ giữa hắn và Trung Sơn đã trở nên rất tệ từ lâu rồi. Điều này thì tất cả những ai làm việc và sinh hoạt cùng họ đều thấy rõ và hoàn toàn có thể làm chứng được. Nhưng tại sao hắn ta lại nói dối như vậy? Để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra vào cái đêm mà Trung Sơn đã biến mất, cảnh sát đã đến phòng giám sát an ninh để trích xuất lại video giám sát đêm hôm đó. Vào khoảng 22 giờ 58 phút, tức là trước thời điểm bàn giao ca trực giữa Dương Trạch và Trung Sơn, camera giám sát đã ghi lại hình ảnh Dương Trạch lúc này đang đi vào phòng điều khiển. Tình huống này rất kỳ lạ, vì đáng lẽ ra anh ta phải đi đến phòng bảo vệ để thay ca cho Trung Sơn, nhưng Dương Trạch lại đi tới phòng giám sát camera an ninh. Tại sao lại như vậy? Anh ta đến đó để làm gì? Đang trong lúc bối rối thì bất ngờ cảnh sát phát hiện đoạn video giám sát an ninh đột nhiên bị cắt gián đoạn. Cảnh tiếp theo xuất hiện trên màn hình lại là đoạn video được ghi lại vào lúc 7 giờ sáng ngày hôm sau, tức là từ 23 giờ đêm ngày 24 đến 7 giờ sáng ngày 25. 8 tiếng của video giám sát an ninh đã hoàn toàn biến mất. Khoảng thời gian này là lúc Dương Trạch đang làm nhiệm vụ. Với nhiều dấu hiệu khác nhau mà cảnh sát đã thu thập được cho thấy, đội trưởng đội an ninh Dương Trạch chính là nghi phạm quan trọng nhất trong vụ án này. Trước những bằng chứng và căn cứ đã thu thập được, cảnh sát đã đặt ra nhiều câu hỏi và lập luận sắc bén. Dương Trạch cuối cùng cũng đã phải lên tiếng thừa nhận chính bản thân mình đã sát hại Trung Sơn. Bởi vì Trung Sơn xuất thân từ một vùng nông thôn ở trên miền núi, thậm chí còn là người dân tộc thiểu số nữa. Còn Dương Trạch lại là người dân gốc ở vụ án này, nên hắn ta tự cho mình phải là người ưu tú hơn. Còn Trung Sơn chỉ là một kẻ quê mùa rách rưởi.
thằng nhà quê, cũng chính là biệt danh mà Dương Trạch hay dùng để gọi Trung Sơn, người thậm chí còn lớn hơn cả tuổi mình. Dương Trạch rất khéo ăn khéo nói và lấy lòng của người khác, nhưng anh ta lại luôn tìm cách để miệt thị, khinh bỉ Trung Sơn, nên cả hai đã thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Không những vậy, Dương Trạch còn luôn tìm cách để soi mói mọi lỗi nhỏ của Sơn, rồi báo cáo lại với cấp trên với hy vọng sẽ tống khứ được thằng nhà quê này ra khỏi đội an ninh của mình. Đỉnh điểm của mâu thuẫn giữa hai người xảy ra vào 2 tháng trước. Trung Sơn sau một lần đi vệ sinh ở ký túc xá đã không xả được bồn cầu. Dương Trạch nhìn thấy liền yêu cầu ông ấy phải ở trong nhà vệ sinh để xử lý hết đống chất thải đang bốc mùi mà không cho Trung Sơn ra ngoài mua dụng cụ. Tuy nhiên, Trung Sơn cũng không phải giọng vừa. Ông ý đã không làm theo lời của đội trưởng và còn không thèm xử lý cái bồn cầu đang bị tắc kia nữa. Lời qua tiếng lại một lúc, cuối cùng cả hai bắt đầu lao vào nhau. Dương Trạch cao lớn và khỏe mạnh hơn nên Trung Sơn đã thua trận với cả một khuôn mặt bầm tím. Trung Sơn đã tìm đến quản lý để báo cáo tình hình bị hành hung ở ký túc xá và xin nghỉ phép để đến bệnh viện điều trị, tốn 2.000 nhân dân tệ chi phí y tế. Dưới sự hòa giải của quản lý Dương, Dương Trạch hứa là sẽ bồi thường chi phí chữa bệnh cho Trung Sơn, nhưng sau đó hắn ta lại hối hận với quyết định đó của mình. Hắn không bồi thường mà chỉ mua đồ ăn về với lý do là chiêu đãi giảng hòa với Sơn thôi, nhưng thực tế là rủ đồng nghiệp đến để nhậu nhẹt. Tuy nhiên, Trung Sơn cũng rất cứng cỏi. Ông ấy nhất quyết không chịu nhận bữa nhậu này mà chỉ đòi lại 2.000 nhân dân tệ tiền thuốc trước đó. Nhưng Dương Trạch vẫn mặt dày và không trả cho Trung Sơn. Từ đó, Trung Sơn bắt đầu bất mãn với đội trưởng Dương Trạch. Mâu thuẫn giữa hai người ngày một sâu sắc hơn. Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 24 tháng 11 năm 2013, Dương Trạch đã đến phòng bảo vệ trước để chuẩn bị đổi ca với Trung Sơn. Trung Sơn thấy Dương Trạch đến sớm trước thời gian đổi ca gần 30 phút, liền thay đồng phục bảo vệ ra và định về nghỉ ngơi sớm. Nhưng Dương Trạch lại không đồng ý cho ông ta về, vì ca trực kết thúc là vào 23 giờ. Mặc dù đến sớm hơn, nhưng Dương Trạch vẫn muốn Trung Sơn tiếp tục phải thực hiện công việc 30 phút nữa mới được về, còn hắn ta thì đứng bên ngoài hút thuốc trêu ngươi và mỉa mai. Điều này thật quá đáng, nên Trung Sơn đã mắng Dương Trạch vài lời và cả hai người bắt đầu cãi nhau. Lần này, cuộc cãi vã càng trở nên gay gắt hơn. Cuối cùng, Trung Sơn bất ngờ lấy từ trong túi ra một con dao găm để đe dọa. Dương Trạch nhìn thấy con dao liền tỏ ra tức giận. Lão già, lão muốn chết thật à? Với sức mạnh vượt trội về thể trạng của mình, Dương Trạch đã dễ dàng khống chế và chiến thắng một lần nữa trong cuộc va chạm với Trung Sơn. Trong lúc giằng co, hắn đã giơ tay khiến Trung Sơn gục xuống bất động. Không ngờ, lúc đó hắn không tỏ ra hối hận mà còn cảm thấy hả hê khi đã loại bỏ được cái gai trong mắt của mình. Hắn còn bắt đầu điên cuồng xả giận lên Trung Sơn, người đã bất động ở dưới đất. Sau khi cơn giận của Dương Trạch đã dần nguôi ngoai, để tránh sự việc bị bại lộ, hắn đã đến phòng giám sát xóa tất cả video, sau đó lạnh lùng phân chia những bộ phận mà hắn cho rằng cảnh sát sẽ dựa vào đó để điều tra ra danh tính của nạn nhân với kinh nghiệm đã được các đàn anh truyền đạt lại sau những năm tháng trong tù trước đây, rồi lôi thi thể của nạn nhân thả xuống hồ nhân tạo. 2 ngày sau, để tránh bị nghi ngờ, hắn ta còn đóng giả Trung Sơn và gửi tin nhắn cho quản lý Dương để giả vờ xin nghỉ phép. Dương Trạch tưởng rằng mọi việc đã được thực hiện vô cùng hoàn hảo, nhưng không ngờ rằng cảnh sát Vũ Hán đã bắt được hắn chỉ sau 3 ngày gây án, sau khi đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội của mình. Dương Trạch tỏ ra vô cùng hối hận. Chính hắn đã thừa nhận và nói rằng, kỳ thực, đây đều là những chuyện nhỏ nhặt, tất cả đều là do sự ích kỷ nhỏ nhen của hắn, và đặc biệt là sự phân biệt vùng miền với nạn nhân mới tạo ra kết cục bi thảm như vậy. Dương Trạch mới chỉ được ra tù 2 năm, bây giờ lại phạm phải tội ác tày trời như vậy. Điều chờ đợi hắn ở phía trước chính là sự ám ảnh trong trại giam trước khi được giải thoát với bản án tử hình thích đáng. Các bạn nghĩ sao về vụ án trên? Hãy để lại những suy nghĩ của mình ở dưới phần comment cho mình cùng được đọc với nhé. Đừng quên like và đăng ký kênh để đón nghe và khám phá thêm nhiều trọng án trong số tới. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn.